Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bình Lục, Hà Nam, triển khai nhiều giải pháp cấp bách với mục tiêu kép trong dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, chính quyền các địa phương và hầu hết người dân đều đã nâng cao ý thức cũng như các kiến thức, kỹ năng trong phòng chống dịch. Ghi nhận về công tác phòng chống dịch tại tỉnh Hà Nam và cụ thể tại huyện Bình Lục, thì có thể thấy rằng việc triển khai nhiều giải pháp cấp bách với mục tiêu kép trong dịch COVID-19 là tiền đề để hứa hẹn những kết quả tích cực trước trận chiến vô cùng căng thẳng này. Nhất là khi dịch COVID-19 quay trở lại Việt Nam lần thứ tư và đang để lại nhiều những khắc nghiệt cho người dân. Huyện Bình Lục có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 18 xã, 1 thị trấn. Trong đợt bùng phát dịch hồi tháng 4 vừa qua, Bình Lục có ít nhất 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ngay sau đó chính quyền và các lực lượng liên quan đã nhanh chóng khống chế thành công, điều trị khỏi cho người mắc bệnh. Ở thời điểm hiện tại, huyện Bình Lục không ghi nhận được ca nhiễm mới nào. Trong thời gian này, huyện Bình Lục đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế về các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần chủ động, quyết liệt phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Để đối phó với tình hình dịch bệnh hiện nay, huyện Bình Lục triển khai nhiều giải pháp cấp bách với mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả trên cơ sở thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Trong đó triển khai ngay việc thành lập thêm 2 khu cách ly tập trung tiếp nhận những người trở về từ vùng dịch hoặc các tỉnh thành để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 từ ngày 24/7/2021 đến nay. Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Lục đã lấy hơn 200 mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác trở về địa phương. Hiện tại huyện Bình Lục đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện 11 người F1, thực hiện cách ly theo dõi tại nhà 406 trường hợp trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, 557 người về từ Hà Nội, 636 người từ các tỉnh khác. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức 2 đợt tiêm vaccine COVID-19 cho gần 700 lượt người. Hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống loa phát thanh, truyền thanh về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và chính sách hỗ trợ an sinh xã hội. Với tinh thần chủ động phòng chống dịch, huyện Bình Lục rất quan tâm đến nơi có xuất hiện nhiều người và đặc biệt là các cụm khu công nghiệp và doanh nghiệp ngoài cụm công nghiệp nơi có thể tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh. Ủy ban nhân dân huyện đã có công văn chỉ đạo phòng chống dịch đối với những nơi này, yêu cầu người sử dụng lao động báo cho người lao động có biểu hiện cúm, ho, sốt tạm thời nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra còn phải phối hợp các cơ quan chức năng để xây dựng kịch bản ứng phó các tình huống xảy ra, lưu ý bố trí phương án phân luồng cách ly y tế tạm thời, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và phải nắm được thông tin liên quan đến các lao động ngoại tỉnh. Cùng với đó, tất cả các quán nước, cà phê, đồ ăn hay các quán nhậu trên địa bàn chỉ được bán đồ mang về để tránh tụ tập đông người. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 có thể còn kéo dài để tiếp tục giữ vững những thành quả đã đạt được. Cần lắm trong mỗi chúng ta không chỉ thực hiện tốt thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, mà mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, nhắc nhở những người xung quanh cùng thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cũng như các biện pháp phòng chống dịch, sẵn sàng nhắc nhở ngay khi có người xung quanh chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch COVID-19 có thể nói là trong những ngày từ hôm 29 tháng 4 đến giờ đã tổ chức liên tiếp các cái cuộc họp khảo sát đi xuống thực tế của hiện sự trường để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng chống đại dịch COVID-19. Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền để cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nắm được cái công tác phòng chống dịch bệnh quan trọng như thế nào và phải thực hiện nghiêm túc các cái quy định khuyến cáo về thực hiện phòng chống dịch như là đeo khẩu trang, biện pháp 5K và kiên quyết xử phạt những cái cá nhân mà không chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Mỗi người dân huyện Bình Lục nói riêng, tỉnh Hà Nam nói chung vì lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, vì cộng đồng hãy tham gia công tác đấu tranh, tố giác các trường hợp đi từ vùng dịch hoặc từ địa phương khác để nhắc nhở khai báo y tế, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, nhằm tránh nguy cơ dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng, vì bản thân chúng ta, vì mọi người mà chung tay thực hiện nghiêm túc việc chống dịch. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường.